Rồi bữa nay mua ruby, ruby chưa có. Kết chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá ổi nha quý vị. Ổi giá ổi giá trái cây ở chỗ Nguyễn Nga bán nha quý vị. Thì ở đây là bây giờ là bán sỉ, giá bán sỉ. Thì bây giờ là 22 giờ 30 phút nha quý vị. 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2024. Thì chỗ Nguyễn Nga bán là mình quay video cũng rất là nhiều quý vị. Thì đầu đường Nguyễn Thị Sóc, chỗ này là đầu đường Nguyễn Thị Sóc. Mua ổi nha, cô ra mua ổi. Thì ổi Đài Loan á, ổi Đài Loan á bà con. Là Đài Loan là 11.000 đồng một ký. Ổi Trân Châu là 12.000 đồng một ký. Ổi Nữ Hoàng là 13.000 đồng một ký. Hiện tại bây giờ là ổi Ruby chưa có. Em đang bán hàng để mình qua để mình nhiều chuyện chút. Cập nhật giá củ cải đất nông cho bà con. Đó là củ cải đất nông nó nhập về cái nguyên cái xe vậy đó, mới đem đi rửa đó chơi hèm vậy đó. Đó nguyên một xe dữ dằn không. Rồi cái muốn trắng như ngọc trinh vậy á là phải tốn thêm ngàn tiền rửa, mấy trăm đồng chứ, mấy trăm đồng phải không. Củ cải trắng nè 6.000 hả? 6.000. Củ cải trắng 6.000 đồng ký bà con. Củ cải trắng thì 6.000 đồng. Còn ổi thì đây đang lựa. Rồi ổi rồi. Sẵn kế bên đây mình An Giang cái khu vực củ trắng là ấy củ cải đất nông cho bà con là dân bà con. Bà con đất nông thương bà con đất nông cái trồng củ cải trắng này nhiều mà rẻ rẻ quá. Tới 10.000 đồ cũng đỡ đỡ. Bán ra mà 6.000 thì bà con bán ra 500.000 đồng ở trên ruộng. Củ sắn rồi, hôm nay là có củ sắn rồi nè. Củ sắn mà mới tinh như vậy á thì 7.000 đồng. 7.000 đồng một ký. Củ sắn nha bà con. Còn chỗ Nguyễn Nga là có đặc biệt cái món này là mình cứ khoe hoài. Chanh dây màu vàng, chanh dây ngọt, ngọt đậm đà luôn á, chứ không phải ngọt bình thường đâu, ngọt mạnh thơm lắm. Này là 25.000 ký phải không bé? Ha, 26.000 luôn, nay em lên 1.000 nè, 26.000 ký. Thì bịch 5 ký hoặc là 10 ký vậy nha quý vị, chứ đây là không có bán lẻ. Còn cái chanh dây bên đây thì 10.000, 9.000 tùy theo nha quý vị, nó mới cũ. 10.000, 9.000. Rồi củ sắn cho bà con rồi ha. Rồi ổi xong rồi nha. Rồi giờ tới tới qua bên kia để cho anh đẹp. Cho gửi xe nha, cho chú gửi xe nha. Chú gửi xe qua bên Nguyễn Nga bên đây. Măng, măng này bao mấy tiền một ký? Bữa ngang. Thì mang tre tàu cái gì 10.000 một ký à. Là hàng mới tinh á. 10.000 ký. Mang cứ mà mưa nhiều á là rẻ là phải không?
rẻ lại, chứ hôm bữa là nó cũng cả mười mấy 20 ngàn á. Mang tre tàu hiện tại giờ á là 10 ngàn một ký. Cà rốt cà rốt 16 ngàn cái gì. Thì cà rốt nó cũng phong phú loại lắm. Thì có mua cà rốt thì lại cái chị xinh đẹp này quý vị. Hỏi mình không dám hỏi nữa mà mình không mua là có chuyện á, thành ra mình đâu dám hỏi. Chỉ cười. Nói với chị vui vẻ lắm chứ quý vị, cái đầu đường mới đi sống. Thì có chỗ này bán củ cải với cà rốt nhiều thôi. Đầu đường. Rồi kế bên đó là của Nguyễn Nga thì bán hai bên. Thì video của mình làm mục đích là cái cung cấp cái thông tin đến cái bà con đang trồng và đang kinh doanh cái mặt hàng có mặt tại chợ đầu mối Hóc Môn, thì thông tin cái giá bán thực tế cho bà con được biết để tham khảo. Thì video mình làm với mục đích là nó trung thực với việc hoàn toàn như vậy. Ở diễn ra ở chợ như thế nào thì bà con sẽ xem biết y như vậy luôn. Thì hành lá nè, hành đất nha bà con, 13 ngàn. Thì bây giờ là 10:30, là 22:30 á, là bây giờ này là gọi là đầu chợ. Còn củ mì của bà con nè, 40 ngàn. 40 ngàn là 4.000 đồng một ký. Khoai sọ 20.000 đồng một ký. Cho bó hành lá đi. Rồi bán bó hành lá nè. Qua đây bán nè bạn già. Mới vừa quay cái đống hành lá là có người mua luôn rồi. Rồi qua bên kia. Bên đây là cũng Nguyễn Nga bán luôn nha quý vị. Bên đây thì nhiều hơn. Quá trời. Để mấy chiếc xe đang chạy qua. Thì đây là đầu đường Nguyễn Thị Sóc quý vị. Đầu đường Nguyễn Thị Sóc. Rồi ngừng rồi, xe ngừng, ngừng kẹt xe ngừng rồi. Đấy, cái mình đi qua luôn. Củ mì 55.000 luôn, củ mì vàng á quý vị. 5.500 một ký. Đây là Nguyễn Nga. Còn bên đây là chị Thắm. Chị Thắm con bác Năm. Rồi ai hỏi mãn cầu gai đây nè, chỗ Trung bán nè. Trung bán mãn cầu gai bán cũng rung rinh đất nước luôn á. Ở mãn cầu nhiêu ký ở trung 40.000 bà con ơi, mãn cầu gai. Trong rồi đó đây bác, bán mãn cầu gai nhiều lắm á. Để cho em ra lấy chiếc xe ra. Bà con mình hỏi về cái mặt hàng nông sản á, để mình đi mình làm video cập nhật giá thì cũng là một cái động lực. Thì bà con á, có muốn hỏi gì thì cứ comment. Thì công chuyện mà nó hữu duyên á, thì mình ráng mình á, làm cái video để cho bà con á, cập nhật. Nhiều khi bà con hỏi rau lá mà hôm đó bữa đó trái cây nó nhiều thì mình phải quay trái cây. Còn bữa bà con hỏi trái cây củ sắn thì mình đi quay cà chua, tại vì cà chua bữa đó nó nhiều. Khổ vậy nha bà con, thông cảm. Muốn đáp ứng cái yêu cầu thông tin của bà con nhưng mà nó phải có cái mặt hàng cụ thể.
rồi còn giá bán, còn cái chỗ mình quen mình có hỏi được giá hay không nữa chứ đâu phải. Đây Nguyễn Nga đây nè, Nguyễn Nga là cái cô xinh đẹp này nè. Vô được mà, kéo vô được không? Rồi bên đây bận à. Bận rồi, qua bên kia mình hỏi cái vụ tranh tác cho bà con. Thì còn ở đây hỏi thì chỉ có sầu riêng ri sáo thôi bà con. Ri sáo, chủ yếu ri sáo với mấy cái chôm chôm nè. Rồi hồng đào. Công thái, xè keo. Mình chưa hỏi mấy loại đó thôi. Qua bên đây. Qua bên đây mình hỏi chanh tắc, chanh tắc cũng phải rẻ quá trời luôn cái gì. Bên đây là vợ của chị Thắm, con bác Năm. Anh này anh đang bán tắc nè, tắc gì đâu mà hôm bữa có 4-5 ngàn đồng một ký luôn. Nội đứng hái không, nội kiến lửa mà nó cắn thôi nó cũng lỗ nữa chứ đừng nói. Tắc là nhiêu ký? Tắc em đang 13 hả? Tắc 13 nha quý vị. Là tắc đó tắc lớn á, còn tắc nhỏ có 7.000 đồng ký kìa. Thì tắc 7.000 đồng một ký dao động cho tới 13.000 đồng một ký. Ồ 2-3 xe luôn, không biết người Nguyễn Nga nhập về cái hàng gì đây. Để cho người ta nhập hàng rồi mình lại mình nhiều chuyện mình hỏi tiếp. Chanh không hạt 7.000 luôn nè nha bà con. 90. À, loại nhỏ thì đây nè giá 70 kìa. Đà Lạt. Đà Lạt hả? Chanh không hạt là 90.000. 9.000 đồng một ký. Trời ơi rẻ ha. Hôm bữa nhớ mình lựa nhớ hôm bữa đó lựa trái thiệt đẹp tới ba chục nhớ không? Trái gì trái quýt á. Trời ơi. Đây giờ mà rẻ gì đâu còn có 9.000. Còn cái món này là cái món gây sốc nè, bà con đang hỏi nè. Ở sim xanh như ông chủ. 70 ha, xuống rồi ha. Ở sim xanh bán ra hiện tại bây giờ là 70.000 nha bà con. Đây nè 5-6 ngày trước là cả 190.000 một ký, 100.000 ký chứ không có rẻ đâu. Rồi vải này là vải quế thiều. Nguyễn Nga đang nhập vô quế thiều 1-2 xe, 3 xe, 4 xe kéo, kéo ra 4 xe. À, Trung đem qua bên đó bà đó, mình bỏ xe mình nói chán chỗ anh được. Còn ớt này kêu bằng đâu phải ớt ba tri, ớt gì ta, ba tri hả, ba tri đó nhiêu hả, 40 hả, 50.000 hả? Ờ 50 thấy đẹp quá trời mà. Ớt ba tri đó 50 bà con. 50.000 là nó cái loại này phải 50.000 là mới đúng. Gì đâu mà có lúc 20. Cái lúc mà cấm quán xá đó bắt nồng độ cồn á, quán xá nghỉ á, ớt đó là bán con quán thôi. Mà quán mà cấm mà bán không được là rồi luôn. Là nó rẻ cho bán. Rẻ có 20.000 rẻ mà. Thấy mình thấy thương bà con luôn. Rồi trốn dục chiếc xe của mình ra ngoài luôn rồi bà con ơi. Qua cái xe ra giữa đường luôn rồi. Để nó chắc đầu để mình qua mình dẫn chiếc xe mình đi cắt mới được. Mặn Hà Nội bà con. Cái thùng là mình mặn Hà Nội. Rồi vừa chủ vừa lính cái gì đâu mất tiêu hết rồi.
Này nãy nói như khùng à, ông anh. Hả? Trăm hả? Đó, đó cái anh đó. Anh này. À. Thì tại hỏi nãy có nghe Trung nói nhiều không biết không? Anh thì không biết là đúng rồi. Đây nè. Bé này nó qua là chính xác nè. Đây nè, cô bé xinh đẹp nè. Như thùng bé. Em cũng chưa biết như thùng nữa. Rồi trông chạy bệnh luôn. Đó thì cái không khí đầu buổi chợ tất bật vậy đó. Nó nhộn nhịp vậy đó nha bà con. Tiếp. Mình qua bên kia tiếp. Gặp chủ mình hỏi mới đúng. Mình cũng phải hỏi đi hỏi lại. Tự vì bà con khán giả xem trên kênh của mình á, để nắm cái thông tin, mình phải hỏi cho chính cái xác. Mang Hà Nội đẹp như mơ nhiêu ạ? Thủ điên đi sáu nha bà con. Đang nói chuyện. Đang nói chuyện với khách hàng. Thủ riêng à. Này thì bán cây nha quý vị. Nguyên một cây nè, cái 80-90 kg thì rẻ. Mình mua thì lẻ thì nó mắc hơn. Nhiêu thùng hả nha? Ngay. Nhiêu thùng hả? Nhiêu thùng anh like lên coi cái khách hàng có mua không? 180 anh ơi. 180 một thùng. 10 ký ruột hả nha? 10 ký ruột 80-90 ngàn mã Hà Nội luôn, đẹp lung linh luôn. Lớn lắm nha quý vị. Hết sảy luôn. Cái sầu riêng là giá nhiêu em? Sầu riêng hả? Sầu riêng đây 60-70 hả? Hả? 60-70 phải không? Mình hỏi gì chứ làm bộ hỏi gì chứ biết giá hết rồi. Để nắm à, cho lại cho chia sẻ video cho nó trung thực vậy thôi chứ hỏi chứ chơi gì thôi chứ biết hết rồi. À cái đợt sầu riêng này nè. Trời mấy trái này nha quý vị. Ôi. 6 múi mà nó tròn u gì kiểu này ha. Mỏng giò. Nó lợi cơm. Nhưng mà mình mua lẻ là tới 70 ngàn ký. 70 ngàn mình mua trái. Rồi sầu riêng riêng 6. Sầu riêng ri 6. Xà keo đây mười mấy ngàn. Nghe mười mấy. Ồ xà keo 15 ngàn nha bà con. Bây giờ hết hậu hết gì. Xà keo nó vô trong chợ luôn rồi. Đừng có kiếm nó không cho kéo. Xà keo 15 ngàn. Cái xài ấy là đứt lứa nha bà con. Phải xài đài lon. Thấy là mất tiêu luôn. Hết thấy xài đài lon.
bà chủ đang mắc bệnh rồi. Chồm chồm lên chừng ký à. Chồm chồm thường 13 ngàn ký. Chồm chồm thái 25 ngàn ký, chồm chồm thường 13 ngàn đồng ký. Đây nghe cái gì? Nhưng mà ở đó là mình phải mua thùng á, thùng 10 ký, bịch 10 ký. Tới hả? Tới nữa hả? Tới nữa hả? Vô được hả? Vô được không? Ổi, anh kéo là ổi nè. Này biết cái gì đây biết. Ổi gì ở Ruby hả gì à? Nữ hoàng hả? Nữ hoàng 11 ngàn. Đài Loan 11 ngàn. Trân Châu 12 ngàn, nữ hoàng 13 ngàn. Một ký. Chùm chùm Thái vậy mà 25 ngàn đồng một ký. Mặn Ân Phước, mặn Hồng Đào nhiêu à? Mặn Ân Phước 18 ngàn. Mặn lớn, còn mặn Hồng Đào. Mặn Hồng Đào nhỏ 14 ngàn, Ân Phước lớn 18 ngàn đồng ký nha bà con. Rồi, đã một. Đầu buổi chợ đó, nó chặt chọn vậy. Cái này nhiêu ký rồi, chín ha? 9.000 ký hả? 10.000 ký hả? 8.000. Dưa gan tròn Tây Ninh 8.000 đồng ký, bịch 10 ký 80.000. Rồi, hết nha bà con. Tạm ổn. Đó chứ không sao hết được. Nhưng mà tại vì đầu buổi chợ á, rồi bà con tiểu thương á, họ tất bật họ buôn bán, mình cứ đè mình hỏi hoài, mình cứ giành quyền ưu tiên không à. Đó, nhiều mình giành quyền ưu tiên nhiều quá là nó phạm luật giao thông quý vị. Cứ mình có ưu tiên không à, không được. Chung quy á thì chanh tắc rẻ, ớt Ba Tri lên giá, ớt xiêm xanh chững lại, ớt xiêm xanh thì 75 ngàn đồng một ký giá bán ra, còn ớt Ba Tri thì 50 ngàn đồng một ký thì lên giá lên được á, giá đó ok. Chúc mừng bà con. Còn hành này, anh bán hành nè, thì bà con hỏi hành đó, thì cái giá hành thực tế là nó vậy. 10 ngàn cũng có nha quý vị, 10 ngàn cũng có. Hành đất á, 10 ngàn có, 13 ngàn có, 15 ngàn cũng có. Nói gì hành đất thì tùy theo cái đó tốt xấu, nó dao động vậy á. Còn xả cây thì 3 năm nay em nó cũng vẫn như thế, nhưng bà con cứ từ 8 ngàn đến 10 ngàn hả. Mua lẻ là 10 ngàn mà mua bịch là 8 ngàn, 80 ngàn đồng là 10 ký, mà 1 ký là 10 ngàn đó. Cái xả cây á, rồi video của mình đó kết thúc tại đây. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.